Nếu không muốn tan cửa nát nhà, sau tuổi 50 đừng dại hào phóng ba loại tiền này. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng đều phải trải qua tuổi trung niên và già cỗi. Sau nhiều năm làm việc hết mình, nỗ lực để có được cuộc sống đủ đầy, sung túc, ta cần nhận ra một số nguyên tắc sống phù hợp. Ở tuổi trung niên, điều mà có lẽ quý vị nào cũng mong muốn đó là có thể duy trì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe ổn định, sự dẻo dai, minh mẫn, đúng không nào? Không chỉ với những khía cạnh đó của cuộc sống, chuyện tiền bạc với người già cũng vô cùng quan trọng, nhất là từ tuổi 50 trở đi. Dù quý vị có khoản tiền tiết kiệm ít hay nhiều, cũng cần duy trì tiết kiệm ở 3 điều quan trọng sau đây để đảm bảo cuộc sống ổn định. Dẫu biết rằng từ xưa đến nay, hào phóng luôn là một đức tính tốt. Tuy nhiên, có những thứ phải ki bo một chút mới có lợi. Nếu quý vị muốn rút ngắn khoảng cách giữa nghèo và giàu, hãy học cách keo kiệt ở 3 phương diện này. Có vậy thì tiền mới ngày càng nhiều, cuộc sống mới đủ đầy, không lo túng thiếu. Vậy đó là 3 phương diện nào? Vì sao sau tuổi 50 lại càng nên ki bo keo kiệt với những khoản tiền đó? Ngẫm Sự Đời mời quý vị cùng lắng nghe và rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính mình nhé. Phương diện thứ nhất, không tiêu tiền phung phí. Quý vị ạ, chắc chắn quý vị đều thấy một sự thật rằng đó là dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì đồng tiền đối với chúng ta đều quan trọng. Nhưng có rất nhiều người chỉ đến lúc cần dùng tới tiền thì mới oán trách tại sao lại ít như vậy. Trong xã hội này, thứ cần tiêu tiền quả thực nhiều vô số. Mỗi ngày mở mắt ra là đều phải tiêu tiền. Không tiền một bước cũng khó đi. Sống ở đời, họa phúc không biết đường nào mà lần. Nhiều khi vẫn nên có cho mình một tài khoản tiết kiệm để phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến. Khi đã ở ngưỡng tuổi trung niên, những thông tuệ, nhạy bén dồn hết vào nửa đời trước, chúng ta càng thấy sự quan trọng của đồng tiền. Những lúc đau ốm, sức lao động sụt giảm nghiêm trọng, nếu như không có tiền để trang trải cuộc sống, bạn dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi ở ngưỡng tuổi trung niên, quý vị nhất định cần phải có một kế hoạch chi tiêu đúng đắn, phù hợp. Lúc này, quý vị cũng cần tự nhủ bản thân tuyệt đối không được tiêu xài phung phí, tránh tình trạng trở tay không kịp lúc bệnh tật ập tới. Những người thông minh, cẩn thận sẽ luôn biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như bản thân mình không có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý. Thay vì phung phí, mua sắm những món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, vay mượn, dùng trước trả sau, thì quý vị nên học cách tiết kiệm. Điển hình như Bill Gates, với số tài sản lên đến 100 tỷ đô, tỷ phú này dễ dàng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, ông lại có tính cách đặc biệt tiết kiệm, chủ trương chi tiêu hợp lý và suy nghĩ kỹ càng trước khi mua. Bởi nếu như quý vị không có một kế hoạch chi tiêu thích hợp cho mình, đến một thời điểm nào đó, quý vị sẽ rất dễ rơi vào trạng thái vung tay quá chán. Tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt. Dẫu biết rằng keo kiệt là không tốt, nhưng đôi lúc bạn cũng nên keo kiệt một chút đối với túi tiền của mình. Ở tuổi ngoài 50, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm để dưỡng già, cũng không nên chủ quan và tiêu xài vô tội vạ. Thay vì cứ đổ tiền cho những việc vô thưởng vô phạt, chúng ta hãy chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ và ở một mốc tài chính nhất định. Khi quý vị già, chưa chắc các con đã kịp thành đạt giàu sang. Vì thế, quý vị không nên đặt gánh nặng tiền bạc lên các con, mà hãy chi tiêu phù hợp để hạn chế phiền toái. Nhiều gia đình, khi cha mẹ chi tiêu vô tội vạ, đặt gánh nặng tài chính lên con cái, còn dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Phương diện thứ hai, không tự ý cho người khác vay tiền. Quý vị có đồng ý với Ngẫm Sự Đời rằng vay mượn tiền xưa nay vẫn là vấn đề nảy sinh nhiều câu chuyện khó xử? Khi chúng ta có sức lao động, công việc ổn định, việc cho người khác vay tiền sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với người ở độ tuổi trung niên,
việc tự ý giúp đỡ người khác nhiều khi sẽ rước họa vào thân. Lý do là bởi vào thời điểm này, chúng ta không thể kiếm tiền sỏi như hồi còn trẻ. Số tiền mà chúng ta tiết kiệm là để phòng trường hợp đau ốm khẩn cấp. Nếu như mang số tiền đó cho vay, lúc bạn cần gấp, chưa chắc người ta đã kịp trả lại. Nếu như có tài chính dư giả, đủ để giúp đỡ người khác, thì quý vị cũng cần thẳng thắn nói với người ấy về thời gian vay nợ. Có những thứ tiền có thể cho vay đi, chẳng hạn như tiền cứu mạng, tiền nuôi con ăn học. Những tiền này khi cho vay đều là đang tích đức cho mình. Nhưng có những thứ tiền không nên cho vay, kẻo sức họa vào thân. Với những kiểu người không biết ơn cũng đừng nên cho vay. Cho người không giữ chữ tín vay thì chẳng khác nào cầm bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Cho người không biết ơn vay tiền chẳng có chút lợi ích cho bản thân. Đợi lúc mình cần tiền thì không chừng đòi họ còn gây ra mâu thuẫn giữa hai bên, tự rước họa vào thân. Nhìn chung, dù thế nào quý vị cũng cần lường trước nhiều tình huống, vì chuyện tiền nong rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Đừng để lòng tốt của bạn lại là thứ khiến bạn thiệt thòi. Phương diện thứ ba, không dung túng cho con cái. Trước đây, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngẫm Sự Đời có đọc và rất nhớ. Cụ thể là hai vị phụ huynh vì con của mình mà xảy ra tranh cãi. Con anh đánh con tôi chảy máu mũi ngày hôm nay. Chắc con chỉ phải làm gì đó mới khiến thằng bé tức tối như thế. Đoạn hội thoại tiếp theo, Ngẫm Sự Đời xin phép được cắt vì nó đã leo thang lên đỉnh cao căng thẳng và rơi vào ngõ cụt. Cuộc chiến không phân thắng bại vì hai phụ huynh thì đều xù lông xù cánh bảo vệ con mình mà không cần tìm hiểu xem lỗi sai thuộc về ai, sự thật câu chuyện như thế nào. Quý vị chắc cũng không lạ gì với những câu chuyện như thế này nữa, đúng không nào? Kỳ thực, đây không phải là câu chuyện của riêng ai. Có nhiều trường hợp tương tự như thế khi cha mẹ chỉ vì muốn bảo vệ con mình đã quên mất nhìn lại con, dung túng cho mọi hành vi có lỗi của trẻ. Các nhà tâm lý học nói rằng những đứa trẻ được nuông chiều thực ra không thực sự muốn trở thành kẻ gây rối. Chúng mong muốn được cha mẹ dạy dỗ và ngăn chặn những hành vi ngỗ ngược, ích kỷ của chúng, chứ không phải là thỏa hiệp. Vì vậy, khi nhận ra con mình có những điểm sai lầm, hãy xem lại cách thức giáo dục con cái trước tiên, chứ không phải là tìm cách dung túng, bao che cho con, quý vị nhé. Ở tuổi trung niên trở đi, chúng ta cần dạy dỗ con cái một cách triệt để chúng trở thành người có ích cho xã hội, sống tốt đời, đẹp đạo, được người khác nể trọng. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý dung túng cho sai lầm của con cái, nên lớn lên, chúng trở thành người hư hỏng, không có phép tắc, không có tình cảm. Sau này, con trở thành kẻ vô tâm, bạc bẽo, thậm chí là bất hiếu, lúc này mới đau lòng, nhưng trách ai được đây? Chúng ta vẫn thường nghe nói tới một câu nói của người Trung Quốc xưa, tam tuế khán lão. Nghĩa của câu này là nhìn vào hành vi cử chỉ tính cách của một đứa trẻ lên ba là có thể đoán được về già đứa trẻ ấy sẽ như thế nào. Thói quen hình thành từ ngày bé sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cuộc đời của con người. Đặc biệt là một số thói quen xấu, nếu người lớn dung túng mà không dẹp bỏ, kịp thời thay đổi thì sớm muộn sẽ có ngày trở thành đại họa, khó có thể cứu vãn. Thực tế là những đứa trẻ lớn lên trong sự dung túng, thả nổi không kèm cặp uốn nắn, sẽ luôn nghĩ mình là trung tâm, trở nên ích kỷ và vô kỷ luật, không biết cách hợp tác với người khác. Điều này sẽ khiến trẻ gặp rắc rối khi vào đời, bởi bố mẹ có thể dung túng cho con làm điều sai, nhưng xã hội sẽ không chấp nhận anh ta. Chính bởi thế, việc nuông chiều quá mức, thiếu uốn nắn, chỉnh đốn những sai trái ở trẻ là một hành động hết sức sai lầm của người làm bố mẹ. Thay vì dung túng bao che con, thì quý vị nên dạy cho con cái cách sống trách nhiệm với bản thân, gia đình của mình. Nếu cứ cưng chiều con quá mức, chúng dễ sinh hư và sống buông thả, không biết nỗ lực cố gắng, không có trách nhiệm với cuộc sống. Vì vậy, cách giáo dục của bạn khi con khôn lớn đóng vai trò quan trọng. Quý vị đừng quên dạy con trở thành một công dân tốt, một thành viên hoàn mỹ trong gia đình và không cần sự quản thúc của ai, vẫn là người tử tế. Trên đây
là ba phương diện mà người già tuyệt đối không nên hào phóng nếu không muốn mình tự chiêu mời họa đến với mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến, ngẫm sự đời vẫn nhớ một người bạn rất có trí tuệ đã từng nói câu như thế này: đời người cần phải uống được ba bát nước. Bát thứ nhất là bát nước lạnh bị người khác dội vào mặt, bát thứ hai là mồ hôi mình đổ ra, và bát thứ ba là nước mắt khi không được người khác thấu hiểu. Ban đầu nghe câu này, ngẫm sự đời không hiểu, nhưng càng nghe càng ngẫm lại càng thấm, quý vị ạ. Có thể thấy mọi khổ nạn trong cuộc đời đều đã có định số, và đây là điều không ai có thể trốn tránh được. Chỉ bằng cách uống cạn ba bát nước này, coi như chúng ta đã nếm trải mọi cay đắng và bất lực, vượt qua vạn trùng khó khăn của cuộc đời. Vậy ý nghĩa của ba bát nước này là gì? Vì sao mỗi chúng ta đều nên thử một lần? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe nhé. Bát nước thứ nhất, bát nước lạnh bị người khác dội thẳng vào mặt. Quý vị ạ, đằng sau tất cả sự trưởng thành không chỉ có những bó hoa thơm và những chàng pháo tay, mà còn có những gáo nước lạnh bị dội thẳng vào mặt. Lia, giám đốc bán hàng của tập đoàn ở phố Đông, Thượng Hải, đã từng chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình trong những ngày đầu khi mới đến công ty làm việc. Khi mới ra trường, anh phải làm việc rất vất vả. 7 giờ sáng đã phải đi làm, 10 giờ tối mới tan. Có nhiều hôm phải tăng ca đến 1 giờ sáng. Tuy vậy anh vẫn bị ông chủ mắng xa xà vào mặt. Lớn như vậy rồi, một chút kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng không biết là sao. Ai lại nói những lời khô khan, nhạt nhẽo như vậy với khách hàng chứ? Ai đời người ta lại gửi mấy bông hoa xấu xí này cho khách hàng? Ai đời người ta khi ghé thăm khách hàng mà không mang một món quà nho nhỏ? Tại sao những điều nhỏ nhặt như vậy còn phải để người khác cầm tay chỉ việc là sao? Vân vân. Đối mặt với từng gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt như vậy, anh cũng từng oán trách và đâm ra buồn chán. Nhưng dần dần anh phát hiện ra rằng những ngày bị ông chủ mắng mỏ là khoảng thời gian anh trưởng thành nhanh nhất. Anh bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình và không ngừng tự hỏi có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề này không. Khi bị chỉ trích vì ăn nói khô khan, anh đã chủ động trò chuyện với 3 người mỗi ngày và sửa chữa các vấn đề giao tiếp của mình từng chút một. Khi bị nói là không biết mua hoa, anh đã lượn một vòng tất cả các tiệm hoa để chọn được bó hoa đẹp nhất. Mỗi lần trước khi đến gặp khách hàng, anh đều chuẩn bị chu đáo một vài món quà nhỏ để tạo bất ngờ. Sau khi không ngừng đột phá bản thân, từ một nhân viên bán hàng bình thường, anh đã được thăng chức thành quản lý cửa hàng chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí còn được tổng công ty đặc biệt chọn làm người chủ trì bữa tiệc, người tổ chức xã hội chiêu đãi khách nước ngoài. Sau này, mỗi khi nhớ lại đoạn trải nghiệm này, anh đều nói, khi bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm, mà có người nguyện ý truyền dạy toàn bộ kinh nghiệm nhiều năm của họ cho bạn, điều chỉnh hành vi của bạn, ép bạn trưởng thành, đó thật sự là điều quá may mắn. Đây cũng là một câu chuyện mà chúng ta đáng học hỏi, đúng không ạ? Người sống ở đời, đừng sợ những lời chỉ trích. Chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích chúng ta vì họ đang giúp chúng ta tiến bộ. Cuộc sống là một trường tu hành để hoàn thiện bản thân. Nếu như ngày hôm nay, quý vị có thể dũng cảm đón nhận những gáo nước lạnh dội vào người, coi mỗi thất bại là một lần cơ hội để tôi luyện bản thân, thiết nghĩ trên đời này sẽ chẳng có khó khăn nào chúng ta không thể giải quyết được đâu, quý vị ạ. Bát nước thứ hai, mồ hôi của chính mình. Một thời gian trước, ngẫm sự đời có xem một video rất chua xót. Một diễn viên đóng thế đã quay cảnh rơi từ tòa nhà xuống. Anh này không đeo dây bảo hộ mà phải nhảy từ tầng 3 xuống. Suýt chút nữa thì rơi ra khỏi đệm hơi, khiến người xem không khỏi hú vía. Sau đó, anh thẳng thắn nói trong buổi phỏng vấn rằng: tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không muốn mất việc. Quý vị ạ, cuộc sống này của chúng ta vốn không hề dễ dàng. Vận mệnh sẽ đặt ra tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát trên đường đời. Nếu quý vị không đổ mồ hôi trong một việc nào đó, không cắn răng vượt qua khó khăn, thử thách, con đường nhân sinh của quý vị sẽ bước đi ngày càng khó khăn hơn. Chỉ bằng cách nỗ lực hết mình, chịu khổ, chịu khó, thì quý vị mới có thể mở ra con đường của riêng mình.
ngẫm sự đời có một người bạn học tên Huy, năm ngoái bị thất nghiệp. Hơn chục năm trước, cậu ta từng làm việc cho một công ty vật tư nông nghiệp, công việc nhẹ nhàng và ổn định. Sau khi công ty phá sản do kinh doanh thua lỗ, cậu đã vay tiền để mua một chiếc xe công trình và sẽ nhận một số công việc trên công trường. Vì trước giờ đã quen làm công việc nhàn hạ, nên mới đến công trường được mấy hôm đã than mệt kể khổ. Một người công nhân khuyên cậu ráng cắn răng chịu đựng. Nghề này là thế, thời gian đầu sẽ vất vả một chút. Sau khi quen với công trường rồi, anh sẽ nhận nhiều công trình hơn mà thu nhập tất nhiên cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Huy không nghe lọt tai. Cậu quyết định rút lui, đi tìm một công việc bảo vệ. Được ngày nào hay ngày ấy. Kết quả là cứ sau vài năm, Huy lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Quay đầu nhìn lại, người công nhân đã khuyên anh lúc đầu giờ đã thành nhà thầu, có đội công trình của riêng mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều hối hận vì quyết định sai lầm lúc ban đầu. Hồi đó, nếu tôi sẵn sàng chịu đựng khó khăn, có lẽ bây giờ nói không chừng cũng được hưởng trái ngọt như người ta rồi. Chính như nhà văn Ngô Hiểu Ba đã nói, mọi điều tốt đẹp duy nhất đều lấy sự cố gắng vô song làm tiền đề, hoặc là mồ hôi, hoặc là máu, hoặc là phải bỏ ra lượng lớn thời gian. Quý vị phải nhớ một điều rằng, trên đời không có cuộc sống nào là dễ dàng cả. Chủ nghĩa anh hùng thật sự là sau khi biết được cuộc sống khó khăn như thế nào, ta vẫn chọn đối mặt với nó và vượt qua nó. Điều quý vị cần đó là phải chịu đựng. Chịu đựng cho đến khi xuân ấm hoa nở. Quý vị cần phải đi, đi cho đến khi thấy được ánh sáng cuối con đường. Chỉ cần quý vị luôn tin rằng những giọt mồ hôi đổ xuống sẽ biến thành dòng sông, mang lại phì nhiêu cho cả vùng đồng bằng rộng lắm của cuộc đời. Bát nước thứ ba, nước mắt không được người khác thấu hiểu. Có câu danh ngôn thế này: hiểu lầm là chuyện thường tình của cuộc sống, nhưng thấu hiểu trái lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Ông Inamori Kazuo, người được mệnh danh là ông hoàng kinh doanh Nhật Bản, khi còn trẻ, ông làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của một công ty đang trên bờ vực phá sản. Để giải quyết vấn đề về sản phẩm, ông thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya, sau đó dứt khoát ăn ngủ tại văn phòng. Rất nhiều đồng nghiệp đều xem thường ông, thậm chí còn cười nhạo ông bận rộn mù quáng vì công việc. Trước những lời đàm tiếu của những người xung quanh, ông Inamori vẫn không động tâm và chuyên tâm vào công việc. Cuối cùng, ông đã phát minh ra một loại gốm sứ mới, mang lại một số lượng lớn đơn đặt hàng cho công ty sắp phá sản. Với sự giúp đỡ của những người khác, ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gốm Kyoto, nay là Kyocera, chủ yếu sản xuất các sản phẩm gốm kỹ thuật, thiết bị in và thiết bị ngành ảnh ở tuổi 27. Nhớ lại những khó khăn trên con đường đã đi qua, ông Inamori nói: khi áp lực lớn đến mức sắp gục ngã, đừng nói với người khác, cũng đừng cảm thấy ủy khuất, bởi sẽ không ai thương xót bạn đâu. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi. Hãy làm những gì nên làm. Trong cuộc đời này, nếu như quý vị có người thấu hiểu mình, thì đó chính là một may mắn. Nhưng không có người thấu hiểu là chuyện bình thường, quý vị ạ. Thay vì cố gắng giải thích bản thân với người khác, chi bằng hãy để thời gian trả lời mọi thứ. Cuộc đời có muôn vàn khổ nạn, không bao giờ chỉ đến với riêng bất kỳ ai, cũng không mở lối tắt cho ai. Cuộc sống vốn không có mẹo hay bao giờ, đừng cứ mãi quanh quẩn ở ngã tư đường, cũng đừng than thở giữa đêm khuya. Cố gắng uống hết 3 bát nước này, chắc chắn quý vị sẽ có thể hăng hái bước về phía trước. Càng về già càng khỏe mạnh, nếu sau tuổi 50 biết bảo vệ 4 chỗ này trên cơ thể. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, tuổi già là lúc mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, làm những điều mà mình thích, thoải mái đi đến những nơi mà mình muốn. Thế nhưng, muốn thực hiện được những điều đó, thì quan trọng nhất là quý vị vẫn phải có sức khỏe. Theo một thống kê, tỷ lệ người cao tuổi mắc ít nhất một bệnh mãn tính lên tới 75%. Số người đồng thời mắc nhiều bệnh mãn tính cao tới 35,1%. Vì vậy, cần học cách giữ gìn sức khỏe,
và quan tâm nhiều hơn đến cơ thể của bản thân trước tuổi 45. Trong dưỡng sinh, để có thể duy trì nền tảng khỏe mạnh của thể chất, chúng ta nên chú trọng bảo vệ 4 nơi. Vậy quý vị có biết đó là những nơi nào không ạ? Và vì sao chúng ta phải bảo vệ những nơi này? Hãy cùng Ấm Sự Đời tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nơi thứ nhất, bảo vệ mạch máu để nâng cao sinh mệnh. Quý vị ơi, quý vị cứ hình dung là các mạch máu trong cơ thể chúng ta giống như đường cao tốc. Nó vận chuyển máu và chất dinh dưỡng đến các cơ quan và mô khác nhau trên khắp cơ thể. Điều đáng nói là các bệnh về tim mạch và mạch máu não rất phổ biến ở người trung niên và cao tuổi, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tổng thể. Một số căn bệnh thường gặp bao gồm tăng huyết áp, tăng lipid máu, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ. Mỗi một căn bệnh đều có thể dẫn đến nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt. Nghe đến đây, chắc quý vị cũng đủ hiểu những bệnh về mạch máu nguy hiểm như thế nào rồi đúng không ạ? Do đó, để giảm thiểu những nguy cơ và rủi ro, ngay từ bây giờ quý vị nên học cách bảo vệ mạch máu từ trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, trong chế độ ăn uống, quý vị cần tránh thực phẩm nhiều muối, nhiều chất béo và cholesterol cao để giảm nguy cơ bị tăng huyết áp và lipid máu. Thứ hai, những quý vị nào đang nghiện rượu hay thuốc lá, hoặc có người thân nghiện hai thứ chất độc này thì phải khuyên họ từ bỏ ngay. Làm được như vậy sẽ tránh bị tổn thương lớp nội mạc mạch máu, dẫn đến xơ cứng động mạch và tạo ra các khối máu đông. Theo chuyên gia khuyến cáo, nên có chế độ ăn nhạt, kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể, mỗi ngày không quá 6 gram. Ngoài ra, quý vị cũng nên kết hợp thêm cả việc vận động hợp lý và tích cực cũng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, hạ lipid máu, tăng tính đàn hồi của mạch máu. Từ đó, chúng ta góp phần nâng cao sinh mệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh tim mạch và mạch máu não. Ngoài việc quý vị quan tâm đến thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống, thì quý vị cũng nên chú ý đến việc điều chỉnh cảm xúc, tránh kích động quá mức, đề phòng tai nạn. Ví dụ như đứt mạch máu não bởi các mạch máu vốn đã rất mỏng manh. Nơi thứ hai, bảo vệ phổi, lá chắn của cơ thể và sức khỏe. Không biết quý vị ở đây có gặp tình trạng là sau khi bị mắc COVID xong thì gặp rất nhiều những triệu chứng như là mất ngủ, luôn căng thẳng, khó chịu, đặc biệt là ho nhiều không ạ? Bà cùng Ấm Sự Đời sau khi mắc COVID xong có đến viện để khám hậu COVID thì bác sĩ có nói là phổi rất xấu, nếu như không điều trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy mới thấy phổi là một cơ quan trong cơ thể cần được bảo vệ, không chỉ khi đã già mà ngay từ lúc còn trẻ đấy quý vị ạ. Các bệnh mãn tính về đường hô hấp cũng là một trong những căn bệnh chiếm tỷ lệ cao ở người trung niên và cao tuổi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ở người trên 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lên tới 13,7%. Bệnh phổi thường có tác động rất lớn đến cơ thể, đặc biệt gây đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng tới đời sống thường ngày. Làm thế nào để bảo vệ phổi và nâng cao sinh mệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân? Đầu tiên, quý vị cần tránh xa các yếu tố gây bệnh, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, khói thuốc lá, bụi từ công trường xây dựng, v.v. Khi làm việc hoặc tiếp xúc với môi trường như thế này, thì khẩu trang chính là vật bất ly thân của chúng ta, quý vị ạ. Quý vị nên chọn những loại khẩu trang nhiều lớp để bảo vệ được tốt hơn nhé. Thứ hai, cũng giống như với mạch máu, với phổi thì quý vị cũng cần hình thành lối sống tốt như bỏ thuốc lá, giảm thiểu cơ hội hít khói thuốc thụ động. Nếu yếu tố nghề nghiệp khiến bạn bắt buộc phải tiếp xúc với khói bụi thì cần có biện pháp bảo vệ cho bản thân. Quý vị nhớ là nên uống nhiều nước, cố gắng đảm bảo môi trường xung quanh đủ ẩm. Đồng thời cũng phải vận động một cách hợp lý là những cách hữu hiệu để nâng cao khả năng miễn dịch cho phổi. Cuối cùng, quý vị nhớ là mình nên hình thành thói quen khám sức khỏe thường xuyên để ngăn ngừa và phát hiện sớm
nếu có triệu chứng bất thường xuất hiện. Nơi thứ ba, bảo vệ gan là nhân tố hàng đầu không thể bỏ qua để nâng cao sinh mệnh. Quý vị ơi, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ ba thế giới. Tại Việt Nam, ung thư gan đứng đầu trong các loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới và thứ năm ở nữ giới với số mắc năm 2018 là 25.335 ca. Các bệnh gan mãn tính khác như gan nhiễm mỡ, xơ gan, tổn thương gan do dùng thuốc cũng rất phổ biến. Số liệu này cũng cho thấy tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu đã vượt quá 29%. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy giảm sức khỏe của gan. Trong đó, béo phì hoặc suy dinh dưỡng bắt nguồn từ thói quen ăn uống chiếm vai trò hàng đầu. Vì vậy, để giảm tỷ lệ mắc các bệnh về gan mãn tính, điều quan trọng nhất là điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng của mình, quý vị ạ. Nhiều người bị suy dinh dưỡng dù ăn uống đầy đủ, cũng có người bị thừa cân, tăng mỡ dù khẩu phần ăn khá ít. Nguyên nhân nằm ở giá trị dinh dưỡng của thực phẩm mà họ nạp vào. Để tăng sức khỏe cho gan, nâng cao sinh mệnh, quý vị nên cân bằng dinh dưỡng từ thực phẩm, tránh nạp quá nhiều calo, chất béo, chú ý ăn nhiều thực phẩm có các loại vitamin, khoáng chất hữu ích. Bên cạnh đó, cần tăng cường vận động và đẩy nhanh quá trình tiêu mỡ, từ đó tránh béo phì, tránh gan nhiễm mỡ. Muốn phòng bệnh gan trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nên lưu ý, không được thường xuyên thức khuya, không uống thuốc tùy tiện, không sử dụng rượu bia quá nhiều. Nơi thứ tư, bảo vệ bộ não của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng dân số già. Chắc quý vị cũng đã đọc được một vài thống kê rồi phải không ạ? Song song với tình trạng này, đó chính là việc người lớn tuổi mắc bệnh Alzheimer. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 là 73,6 tuổi. Tỷ lệ sa sút trí tuệ thống kê được khoảng 5% dân số trên 60 tuổi và tăng dần theo tuổi. Sau khi khởi phát bệnh, quá trình thoái hóa gây ra chết tế bào thần kinh ngày càng nghiêm trọng. Điều này dẫn tới chất lượng cuộc sống của hầu hết bệnh nhân đều không cao. Quý vị chỉ có thể phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ cho bộ não bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là những người lớn tuổi muốn nâng cao sinh mệnh, cần chú ý thực hiện những điều sau. Quý vị nên tăng cường vận động thể chất có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức một cách hiệu quả. Bỏ hút thuốc và uống rượu cũng là một cách quan trọng để ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Trong chế độ ăn uống, chúng ta nên chú trọng duy trì lượng dinh dưỡng cân bằng. Những người thừa cân hoặc béo phì, nếu tiến hành giảm cân hiệu quả, thì có thể phòng bệnh Alzheimer tốt hơn. Ngoài ra, cần ngăn chặn sự gia tăng đường huyết, huyết áp, lipid máu. Can thiệp càng sớm thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer càng thấp. Nơi thứ năm, bảo vệ thận. Thận là nguồn gốc của sự sống, có nhiệm vụ chuyển hóa chất thải và sản xuất nước tiểu, đồng thời có nhiệm vụ ổn định lượng nội tiết của cơ thể, đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường. Để bảo vệ thận, quý vị cần nhớ một vài điều, đó là trước tiên, quý vị cần tránh nhịn tiểu, bởi vì việc nhịn tiểu lâu sẽ đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng bàng quang và tăng khả năng nhiễm trùng hệ tiết niệu. Thậm chí, nước tiểu quá nhiều có thể sẽ gây trào ngược lên bể thận, sẽ làm hỏng chức năng của thận. Thứ hai là đừng lạm dụng trà đặc. Trong trà đặc chứa nhiều fluorua, nếu quý vị uống thường xuyên có thể gây hại cho thận, bởi thận là cơ quan bài tiết chính fluorua. Khi cơ thể thu nạp lượng fluorua vượt quá khả năng bài tiết của thận, sẽ khiến chất này tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng của thận. Trên đây là 5 bộ phận của cơ thể mà quý vị cần đặc biệt quan tâm. Nhất là khi mình đã có tuổi thì lại càng cần phải chú ý chăm sóc, quý vị ạ. Hãy nhớ là có sức khỏe là có tất cả. Mà muốn có sức khỏe thì chúng ta phải chăm chút từ những điều nhỏ nhặt nhất, quý vị ạ. Video ngày hôm nay cùng ngẫm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp
cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.